Phương Trinh Jolie thân mật hôn ông xã mừng tuổi mới cột mốc bên nhau. Phương Trinh Jolie, Lý Bình là đôi vợ chồng nổi tiếng của giới giải trí khi luôn dành cho nhau những cử chỉ, hành động lãng mạn nhất trong suốt thời gian yêu cho đến khi kết hôn. Sau thời gian bận rộn vì hôn lễ thì cả hai dành toàn bộ thời gian cho kỳ trăng mật. Không chỉ là khung hình đôi vợ chồng mà còn có thêm nhân vật nhí quyền lực là bé Mia, làm dân tình càng thêm ngưỡng mộ về độ hạnh phúc của gia đình này. Vốn được xem là hai gương mặt nổi tiếng trong Vbiz, khi có thời gian cống hiến cho nghệ thuật, Phương Trinh Jolie, Lý Bình tăng độ nổi tiếng khi về chung một nhà. Đôi vợ chồng luôn biết cách làm người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt hành động tinh tứ và thân mật khi bên nhau. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh mừng tuổi mới bên cạnh ông xã. Trong giây phút ý nghĩa, Lý Bình tận hưởng giây phút ấm cúng bên cạnh bà xã sinh nhật. Đây có lẽ là sinh thần đặc biệt nhất của anh với tư cách là người đàn ông đã có gia đình. Không chỉ hòa hợp về phong cách thời trang mà cặp đôi còn gây ấn tượng mạnh khi dường như cả hai đều có chung niềm đam mê với xăm mình. Trong khi nam diễn viên Lý Bình có hình xăm lớn mặt hổ, nguyên một mảng lớn tại lưng cùng nhiều hình xăm li ti khác, thì bà xã Phương Trinh Jolie cũng chịu chơi không kém với hình xăm mới nền hình thành dạng trong thời gian gần đây. Hơn thế nữa, trước đấy cô cũng có nhiều hình xăm tại một số vị trí nhạy cảm. Dường như việc hai người về chung một nhà là quyết định vô cùng đúng đắn. Trong khi nhiều khoảnh khắc cặp đôi đồng điệu một cách bất ngờ, Phương Trinh Jolie cũng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khi được ông xã yêu chiều hết mực bằng cách dẫn đi du lịch sang chảnh hay tặng đồ hiệu. Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ ngày càng hạnh phúc và êm ấm. Dù nuôi con gái riêng của vợ, nhưng qua hình ảnh chia sẻ có thể thấy được Lý Bình luôn xem Mia là con gái ruột và dành nhiều sự săn sóc, ân cần cho cô bé. Đặc biệt, đến chính mẹ của anh cũng rất quý mến Nhóc Tì khi liên tục quan tâm và thoải mái tương tác. Bạn nghĩ sao về sự đồng điệu của vợ chồng Phương Trinh Jolie, Lý Bình? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về Sao Việt tại Thấu Radio nhé!